liên tục cập nhật thông tin thời sự nổi bật trong tỉnh trong nước để chuyển tải đến quý vị. Chương trình ngày mới không quên cập nhật thông tin từ các trang báo. Lúc qua trên các trang báo sáng nay, thông tin được đăng tải nhiều nhất liên quan đến việc Bộ Công Thương vừa nhận định về tình trạng khan hiếm xăng dầu và việc điều hành giá xăng dầu trong nước thời gian qua. Trao đổi với phóng viên báo Việt Nam Net, đại diện Bộ Công Thương cho biết hiện giá xăng RON95 trong nước thấp hơn một số nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Lào và Hàn Quốc về điều hành giá xăng dầu trong nước, Bộ Công Thương cho rằng cơ quan điều hành đã linh hoạt để bảo đảm giá xăng dầu trong nước theo xu hướng diễn biến của giá xăng dầu thế giới, nhưng mức tăng thấp hơn. Giá thế giới đạt mức cao nhất 2 tháng qua, nên các doanh nghiệp đầu mối dự báo giá xăng trong kỳ điều chỉnh hôm nay có thể lên 31.000 đồng một lít. Cảnh báo trẻ mắc viêm não Nhật Bản do mùi đốt là tiêu đề bài viết trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh bà Diễm cho biết các bệnh viện đang tiếp nhận một số trẻ mắc bệnh viêm não nhật bản do mũi đốt, căn bệnh có thể để lại những di chứng thần kinh nặng nề và nguy cơ tử vong cao. Theo các chuyên gia y tế, năm nay mùa mưa đến sớm hơn mọi năm, đây là điều kiện để mũi sinh sôi, phát triển, bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm do mũi truyền. Chia sẻ với báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Trương Hữu Khanh, phó chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bên cạnh sốt xuất huyết, viêm não nhật bản là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao do mũi đốt. Trong tuần qua, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 3 trường hợp nhập viện vì viêm não cấp tính. Trong đó có một ca dương tính với virus viêm não Nhật Bản. Phần lớn các ca mắc sống ở vùng nông thôn, nơi số lượng mũi sinh sôi nhiều, do năm nay miền Nam bắt đầu mùa mưa sớm. Cũng theo bác sĩ Khanh, cách phòng ngừa tốt nhất cho trẻ là chủng ngừa vaccine. Hiện Việt Nam có hai loại vaccine ngừa viêm não Nhật Bản, gồm Zevac do Việt Nam sản xuất và Imozep do Nhật Bản sản xuất. Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Thưa quý vị, mới đây, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định đối với thí sinh thuộc diện F0 có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ được xét đặt cách tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng tham dự kỳ thi phải nộp đơn xin dự thi cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 được cha mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Các thí sinh này được hội đồng thi bố trí dự thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Đối với thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh âm tính được dự thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh dương tính được hội đồng thi bố trí thi cùng với thí sinh thuộc diện F0 tại phòng thi riêng cũng đưa tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục, báo Thanh niên đưa tin, sắp kết thúc năm học 2021-2022, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2 và lớp 6, Bộ Giáo dục đào tạo đã có nhiều thông tư công dân hướng dẫn thực hiện kế hoạch giảng dạy phù hợp trong tình hình mới. Một trong những văn bản hướng dẫn của Bộ được dư luận xã hội quan tâm là thông tư 22 2021. Trao đổi với phóng viên báo Thanh niên, nhiều giáo viên cho biết nếu so với thông tư số 26 58 thì thông tư 22 của Bộ Giáo dục Đào tạo có nhiều điểm mới tích cực, nhân dân trong việc đánh giá xếp loại học sinh. Đó là bỏ các tính điểm trung bình các môn học, không còn xếp loại hạnh kiểm trung bình yếu, học lực khá trung bình yếu kém, bỏ danh hiệu học sinh tiên tiến, chỉ khen thưởng học sinh xuất sắc, học sinh giỏi. Hiện tại, thông tư 22 chỉ áp dụng đối với lớp 6 trong năm học 2021-2022, còn các lớp từ 7 đến 12 vẫn áp dụng thông tư 26.